Ok, xin chào các bạn đã trở lại với channel của Thái Dương TV nha. Đây, bữa nay mấy anh em lấy con Hitachi X3 về nha các bạn. Đấy, đang lên xe nha. Xe này sẽ được về Vĩnh Long nha các bạn, về Vũng Liêm. Xe kéo thì cũng từ Vĩnh Long chạy lên rước nha các bạn. Xe này được hợp đồng là tự tự kéo về, chứ bên bãi chú Du Hùng cũng có đưa về. Sau khi về thì sẽ khai trương ra làm luôn nha các bạn, khai trương ra làm mấy ngày rồi sau đó mới dọn xe. Xe cũng chưa có dọn xúc rửa gì hết trơn các bạn ơi. Hôm rày là chủ yếu là sửa cần, nối cần với thay lá xích nha các bạn, chứ sửa gào nữa, chứ ngoài ra là không có rửa ráy không gì. Về nhà sẽ tự rửa sau, tự thay nhớt sau nha các bạn. Lên cái cần này là nối thêm 4,5 tấc nha các bạn, thấy nó khá là vừa. Rồi ok, bắt đầu mời các bạn cùng mình theo xe để theo hành trình em nó để về miền Tây nha các bạn. But I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, you put the work in. We got some work, man. Hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I đây, xe về tới. Còn đây là cái cơ ngơi. Sau này em nó sẽ
phục vụ ở đây các bạn. Để lát nữa mình sẽ vô mình review cái dàn xe này nha. Đấy, xe đang được lên đầu máy nha các bạn. Hôm rồi mình quay là nó chạy mấy cái đầu máy D, bây giờ chuẩn bị lên máy xe hết rồi. Để lát mình vô mình quay nha. Đó là trời, đem mấy cái này về làm chi vậy? Đây là ruốc, ruốc của em đó. Thì lúc hổm là cũng xích thun nha các bạn, đổi là xích sắt nè. Lúc trên bãi nó là xích thun. Xe này như trên bãi nó không rửa ráy gì các bạn. Từ đó vậy là nó đem về luôn, về nhà mới xả bung ra dọn đồ lại, rửa đồ lại. Xe này thì nếu như không lầm thì cái trước kia của nó thì nó nằm ở trong cái trang trại các bạn. Vậy là trang trại nó hút phân bò rồi đó. Mình sẽ lên cho các bạn xem lại một vòng cái con xe này cái nha. Con xe này thì nó vốn dĩ là cần cục, ở trên trên bãi người ta nói cần luôn. Với lúc hỏm các bạn thấy là cái ây da kì chưa, chưa hết ti nè, chưa hết ti nè. Lúc hỏm là cái đầu cần này nó bị cong các bạn, chỗ này còn thiếu miếng sắt ha, đắp thêm một miếng sắt nữa lên tới khoảng này ha các bạn là nó mới cứng cái đầu cần. À, nó có đắp sau lưng nè, có đắp sau lưng, hàng chi nó bị cắn cái lưng nữa các bạn, đắp sau lưng. Này ắc riêng, cái ắc này sao nó hơi dài. Này, cái bát này thì nó cắt bỏ, bát này là bát lam. Cái dòng X3 này thì nó xài nó sẽ ổn định hơn. Nói chung về tốc độ thì nó sẽ thua thằng trừ 5, nhưng mà nói về cái độ dễ xài dễ sửa là thằng trừ 3 này nó dễ hơn nha. Trừ 3 này dễ xài dễ sửa hơn trừ 5, thậm chí là dễ hơn trừ 1 luôn nha các bạn. Trừ 1, trừ 2 gì đó thì cái dòng trừ 3 này là nó dễ xài dễ sửa nhất. Công tắc của nó điện còn hai chui bình thường ha. Xe này thì một lát nữa nó sẽ ra làm cúng khai trương làm luôn nha các bạn, làm luôn lấy ngày xong rồi mới đi về mới tháo bung ra sửa sang rồi rửa ráy rồi các bạn. Đây là cái đầu máy, quá nắng các bạn ơi. Đầu máy
Lộ mã cực kỳ đẹp các bạn. Xích, xích thì lúc trước giống nãy mình nói, xích lúc trước nó là cái xích thun, sẽ đổi là cái xích sắt này. Đó, đổi xích sắt. Nguồn gốc con xe này thì nó là nằm ở trong một cái nông trại chăn nuôi bò, cho nên là chiếc xe này thậm chí là nó đang còn dính phân bò nữa các bạn. Đấy. Rồi, đây là bơm, bơm của em đó, bơm khá là liền các bạn. Quan trọng là cái mình xem cái đầu chỉnh hả. Xe này thì lúc hỏm là nó bị hư cái mâm và được thay lại một cái mâm nghĩa đĩa khác nha các bạn. Thay lại một cái mâm nghĩa đĩa khác. Nói chung là mình thấy có nhiều anh em đi xem giống như cái anh em này đi lên là thử chiếc xe này rồi, nhưng mà trèo lên thấy cái mâm lắc rồi bỏ xuống không thèm thử các bạn. Đấy. Cái khi mà mình lên mình thử chiếc xe này thì mình nói là xe này không lấy là lấy xe nào. Đấy. Xe này là rất là ok, liền lắm. Một lát nữa xe ra làm mình quay video sau cho các bạn xem. Đây, đây là bên trong cabin nha các bạn. Trong cabin em nói đồng hồ đồ thì ok. Xe thì ở vùng này là vùng Vĩnh Long cho nên là xe sẽ được giữ cabin để xài. Nói chung là xe chưa rửa vẫn còn dơ lắm các bạn. Vậy nó sẽ rửa sau ha. Ga nè, ga thì nó có 4 mức ga. Đấy, cái này là 4 mức ga. Cái này là công tắc để chạy ga tự động về ga cơ. Này là chuyển rùa thỏ. Đây. Cho bạn xem. Lên đèn ha. Đèn báo bình thường. Này là chuyển rùa thỏ, hiện tại là đang chạy thỏ. Này là mức trung bình. Trung bình giữa rùa và thỏ. Nghĩa là nó sẽ có 3 cấp độ: thỏ, trung bình và chạy thỏ nha, rồi trung bình chạy thỏ. Ok. Thì còn đây là để chạy ga tự động. Rồi, còn ở đây. Cái này là cái công tắc gì mình cũng chưa hiểu nha. Bật nó lên mà nhảy nhảy cạch cạch ngoài sao á. Còn này là mức ga nè. INLEB là sẽ 4 mức ga. Coi như là ga này là ga này coi như là cái ga mà mình kiểu như mình đi tắt, còn ga này là ga mình nhấp nó lên từ từ. Nhấp từ từ nó lên. Nhấp lẹ tay thôi. Ga này kiểu như đi tắt vậy nè. Tắt lên. Và nó sẽ có một cái tác dụng nữa là nó sẽ tốc độ nữa các bạn. Hình như là nó có cái tác dụng là tốc độ nữa. Chạy lên ga chữ E là tốc độ chỏ nó lành lắm. Nói chung thì xe này thì còn quá là ok rồi, không bằng cãi các bạn. Radio còn luôn nè. Radio còn luôn nha các bạn. ghê thiệt. Nói chung là con xe này nó còn nhiều lắm nha các bạn. Rồi thôi. Đợi một lát nữa mà phía bên bên chủ nhà người ta sẽ làm đồ để cúng xong thì sẽ bò xịt lại đằng kia các bạn, qua trong 2-3 cái nhà rồi bò lại đẳng để làm khoảng chừng một tiếng ngoài đồng hồ gì đó, làm đặng lấy ngày các bạn, tại ngày tốt người ta lấy ngày luôn rồi mới đem xe về dọn nha. Thì các bạn hãy đợi xem video một lát nữa xe làm mình để mình xem luôn cái tốc độ của nó ha. Chứ nếu mà xe không làm thì này thì mình sẽ đem ra bên lề bên kia mình quơ cho các bạn xem, nhưng mà để lạc nữa xe đẳng làm luôn rồi cho các bạn xem luôn. Rồi thôi, cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi video. Mình xin là tạm dừng video đây nha. Các bạn nhớ đón xem video sau nha các bạn.